Xin chào bạn, chào mọi quay trở lại kênh Thuyền Tinh. Video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách bật chế độ nhạc phát triển của con máy Oppo F9. Tiên ta sẽ vào cài đặt này. Giới thiệu điện thoại, đây Oppo F9 nhé, CPU 1825. Để bật chế độ thì ta sẽ vào phiên bản đây, ta sẽ vào dòng thứ hai phiên bản này nhé. Ta sẽ bấm vào số bản dựng đây, CPU 1825EX 11F18 thì cái này số nên nó có thể khác nhé. Đấy, ấn vào đây 7 lần, 5, 6, 7. Đây bạn đã đang hiện đang chế độ phát triển. Để vào chế độ phát triển thì ta sẽ back ra. Ta sẽ vào cài đặt bổ sung. Ta sẽ kéo xuống chọn tùy chọn nhà phát triển này. Nếu các bạn không ấn thì không có nhé. Đây, tắt đi ấn ở đây. Bật lên ấn ở đây. Ok. Hoặc không thấy thì các bạn bấm lại 7 lần vào đấy nhé. Ta sẽ đây, ở đây các bạn có thể mở khóa của em Unlock Blender chẳng hạn, hoặc là mở gỡ lỗi USB của ADP ấy. Đó, bây giờ tôi sẽ lướt một vòng cho các bạn xem nhé, một lượt cho các bạn xem. Cái này các bạn, cái nào không biết các bạn không nên nghịch, không nên sửa lung tung nhé, vì nó sẽ làm hỏng cái hệ điều hành các bạn nhé. Xong các bạn chỉnh sai, bạn ấn vào đây đặt về giá trị mặc định, xong bạn kéo lên, ok bạn tắt đi, bạch ra nó sẽ mất nhá. Đấy, bạn phải ấn lại lần nữa nhá. Ôi, vừa rồi mình vừa dẫn các bạn là cách bật chế độ nhạc phát triển của con máy Oppo F9. Chúc bạn thành công, các bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Chào các bạn.